Cô Tư chào các bạn nha. Chào cả nhà mình. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm món đậu hũ thịt làm bằng đậu gà nha các bạn. Đây là món chay đậu hũ thịt làm bằng đậu gà. Nguyên liệu gồm có 200g đậu gà. Các bạn mà làm đậu này đậu gà thì chiều các bạn ngâm nha, sáng các bạn làm nha. Còn ở đây là có một chút xíu nấm đông cô khô mà mình đã ngâm rồi mình bằm nhỏ rồi nha. Này bốn nấm đó các bạn. Ở đây là một chút xíu hành lá, chút xíu ớt. Đây là có 50g ham chay. Ham chay các bạn, đây. Và chút xíu hành tỏi mình đã phi sẵn rồi. Ở đây là một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột niêm. Rồi gia vị thông thường đường, muối, bột ngọt. Ở đây là có nửa lít nước nha. Bây giờ cô Tư sẽ xay nha. Giờ mình lấy máy sinh tố mình xay. Bây giờ xay xong mình sẽ đổ vào cái bồng nha các bạn. Cái độ lực dừa này. Rồi mình sẽ vắt. Mình vắt cho nó ráo và mình lấy cái xác lại. Mình lấy cái nước rồi bắt đầu mình sẽ chế biến thức ăn. Bây giờ đậu mình đã xay xong và mình đã lược xong rồi các bạn. Mình xay xong mình cũng lược xong rồi nha. Rồi ở đây là cái xác. Bây giờ mình sẽ làm món đậu hũ thịt trước. Rồi cái xác đậu này thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nha. Sẽ làm ra món gì để mình chế biến thức ăn nha. Này 200g đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái chảo. Mình cho vào chảo. Nãy đậu bột nó lóng xuống nữa. Đây. Mình sẽ cho thịt vào luôn, cho tất cả vào luôn nha. Cho hành phi, tỏi phi vào luôn. Cho bột niêm đường vào luôn. Rồi quẩy lên. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu. Cho nó thơm nha. Tại vì là đậu hũ thịt mà. Nó phải đầy đủ gia vị nó mới thơm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bếp mình bắt lên nha. Bây giờ mình bắt cái bếp, cái chảo lên bếp rồi mình sẽ quậy các bạn. Nếu mà làm đậu hũ thì các bạn phải lấy cái chảo dày nha. Cái chảo chúng chống dính mà cái chảo dày á. Nó không có bị khét dưới đáy nồi. Hôm đó mình làm một lần rồi mình lấy cái chảo, mình làm đậu hũ sữa. Mình lấy cái nồi, đáy nồi nó mỏng quá. Nó nọng mỏng quá, nó dễ bị khét lắm. Còn hôm nay mình sẽ lấy cái nồi này, cái chảo này nó dày. Nó dày cái đít. Giờ các bạn cứ quậy, quậy hoài chừng nào đặt thôi. Khi quậy các bạn để lửa nhỏ nha. Đừng để lửa to, lấy là nhỏ từ từ mình quậy. Bây giờ nó muốn đặt rồi nè các bạn. Bây giờ nó đặt vậy mình sẽ quậy thêm chừng 10 phút nữa nha. 10 phút nữa cho nó chín chín kỹ rồi mình sẽ đổ ra cái khuôn. Đậu của mình giờ là chín rồi nha các bạn, giờ là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ trút ra khuôn. Cái này các bạn khỏi cần phải tha dầu gì nha, khỏi cần tha. Nó cũng nó khi mà nó đặt rồi nó nguội lại rồi thì nó tự tự tróc thôi.
mình dỗ thì cho nó chặt xuống đó các bạn, đi nén cho nó chặt xuống. Rồi bây giờ mình để cho nó nguội nha. Giờ mình để cho nó nguội là các bạn tham khảo nha. Đây bây giờ món này đã hoàn thành rồi, nhưng mà để một lát nữa nguội xong các bạn mình sẽ lấy ra cho các bạn cần sa tham khảo coi nó như thế nào nha. Bây giờ món đậu hũ thịt của mình đã xong rồi đó các bạn, đã chín mà cô Tư đã lấy ra rồi nha. Bây giờ nó nguội, bây giờ mình sẽ trút ra cho các bạn thấy nha. Đó các bạn thấy không, các bạn không cần phải thoa dầu nha, không cần phải thoa dầu nè, các bạn thấy không, rất là ngon. Cái này là đậu hũ thịt nha, làm bằng đậu gà nha các bạn. Đậu hũ thịt làm bằng đậu gà. Cái này giờ các bạn sẽ, nếu mà ăn thì các bạn có thể sắc ra ăn liền được, rất là ngon nha. Còn không thì các bạn chưa ăn thì có thể bỏ vào tủ lạnh, bỏ ngăn mát tủ lạnh. Khi mà các bạn ăn thì các bạn lấy ra, các bạn chế biến món ăn nào mà các bạn có thể thích nha. Có thể là nấu canh, hoặc là chiên, lăn bột. Các bạn lăn bột chiên giòn, lăn qua bột nước rồi lăn qua bột chiên giòn rồi chiên ăn rất là ngon nha. Đây, giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Đây là đậu hũ thịt, đậu hũ thịt làm bằng đậu gà nha các bạn. Đó. Ở trong đây có ớt, có tiêu, hành lá, củ cải đỏ, nha. Đây, nấm đông cô. Thôi giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi, mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Để mình cắt ra thử nha các bạn. Cái này nó còn nóng lắm nha, nó chưa có nguội. Nó nguội nữa thì nó dẻ lại nha, nó sẽ cứng lại một chút xíu nữa. Các bạn thấy không? Rất ngon ha. Đây. Thôi cô Tư chào các bạn nha. Chào các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Cái món này là ăn rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Cái đậu gà này là sức nhập khẩu từ Mỹ chứ bên Việt Nam mình không có nha, mà cũng rất là khó mua, những siêu thị lớn mới có, còn những siêu thị nhỏ là không có nha các bạn. Mà các bạn đặt ở trên mạng thì nó mắc hơn mua siêu thị nha. Đây bây giờ thôi nha, mình tạm chia tay với các bạn nha, hẹn lại ngày mai nha các bạn. Thôi cô Tư chúc các bạn được dồi dào sức khỏe nha, cô Tư xin chào. Rất ngon luôn. Thơm lắm nha các bạn, rất là thơm luôn. Cái này không cần phải mà mình thoa dầu nha, không cần thoa dầu. Đây là món đậu hũ thịt. Các bạn nào thích món này thì mình cùng nhau vào bếp làm món đậu hũ thịt làm bằng đậu gà nha các bạn. Đây thịt là thịt ham á, ham chay, ham thịt chay á các bạn. Các bạn ra ngoài chỗ bán đồ chay là nó có bán hết nha. Thôi mình cùng nhau vào bếp làm nha.